Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 194. Chương 1931, ngươi đã từng nghe đến tiệm tạp hóa chưa? 4. Trật tự, bão tố, vù, vù, vù. Trong chốc lát, mấy chục sợi xiềng xích trật tự vô cùng to lớn bay ra từ dưới chân Karen. Bọn nó cùng đan xen vào nhau rồi xoay tròn, tạo ra một cơn gió lốc màu đen đáng sợ lao về phía Valotti. Rầm, âm thanh vang dội, bụi đất tung tóe. Ở phía trước Karen xuất hiện một khe rãnh dài gần 100 mét, mà ở phần cuối cùng của khe rãnh, một ngọn tháp cao bồi đắp từ cát xuất hiện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cùng với hạt cát rơi xuống, tòa tháp cũng sụp đổ, lộ ra Valotti đứng ở bên trong. Hắn dùng mu bàn tay phải nhẹ nhàng lau đi máu tươi tràn ra trên khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười hung phấn. Karen đưa tay, thiên mị cuốn theo thanh kiếm Diamonds quay trở về phía của Karen. Karen một lần nữa nắm chặt đại kiếm, tiếp tục bày ra tư thế phòng ngự. Khối Rubik thuật khóa, chức vị của nhà Guman ở trong đại khu thành phố York cũng không tính là đứng hàng đầu. Nhưng địa vị của bộ ngành đặc biệt không thể dựa theo điều này để đo đếm. Rasma là đại tế tự tiền nhiệm, chắc chắn hiểu rất rõ nội vụ bên trong giáo. Karen vì cái gì có thể sử dụng thứ này? Trên người nó có được huyết thống nhà Guman sao? À, con gái lớn của Daron. Guman đã hy sinh rất sớm trong một lần làm nhiệm vụ, đáng chết. Rasma tức giận tới mức tiếp đứng người lên, chửi ầm lên về phía sau lưng, thì ra là bị ngươi cứu trở về nhà làm con dâu. Phải biết rằng con gái lớn nhà Guman đã từng được xem như người trẻ tuổi ưu tú nhất trong thần giáo mà bồi dưỡng. Lãnh đạo cao tầng trong giáo cũng vì tổn thất của nhiệm vụ thất bại kia mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ai biết rằng một người kế tục ưu tú như vậy lại bị cái tên nằm ở nhà kia cứu về, sau khi cứu về xong hắn còn giữ bí mật để người ta sinh cháu trai cho mình. Dis, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Pall bận bịu thay Dis giải thích nói, người ta là tự do yêu đương. Lần kia là Dis đi cứu con trai, tiện thể cứu được mẹ của Karen. Tiện thể? Vậy thì giữ bí mật làm cái gì? Dù sao thì nhà Inmorise chỉ là một cái gia tộc thẩm phán quan nho nhỏ, trong tình huống bình thường không cách nào trèo cao đến nhà Guman. Chuyện này giống như là hai người trẻ tuổi yêu nhau thật lòng trong mấy câu chuyện tình yêu đấy. Muốn thoát khỏi ánh mắt trói buộc của gia đình và thế tục, yên lặng hưởng thụ cuộc sống của mình ở một góc hẻo lánh. Mẹ của Karen là tự mình quyết định, không ai bức ép cả. Ai bảo đàn ông nhà Inmorise dáng vẻ đều thật đẹp mắt đây, được phái nữ ưa thích. Đây là cái lý do nhảm nhí gì thế? Rasma chất vấn. Pall thở dài, nói, ngươi điều tra nhiều chuyện về Dis như vậy, bao gồm cả chuyện của gia tộc Fincher ngươi cũng đã điều tra. Nhưng cái sự kiện này, ngươi có vẻ cũng chưa từng điều tra, lần nhiệm vụ thất bại kia cũng không phải thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Rasma khẽ nhíu mày, nói, lúc ấy ta còn không phải đại tế tự, không có quyền hạn để thấy báo cáo điều tra bí mật nhất của thần giáo. Pall hỏi ngược lại, cho dù lúc đó ngươi là đại tế tự, ngươi cho rằng ngươi có thể trông thấy báo cáo điều tra thật sự? Rasma không có trả lời Pall vấn đề này. Thật ra, ông ta quả quyết nhường lại vị trí cho Norton đã là một sự lựa chọn đứng trên lập trường của bản thân. Ông ta không muốn để cho cái vị trí đại tế tự của trật tự thần giáo này chỉ là một vị trí cao cấp trên mặt danh nghĩa, tiếp tục biến thành một con rối để thần điện giật dây. Ông ta đã không cách nào cải biến cục diện, vậy thì để vị trí lại cho người có thể thay đổi cục diện đi lên. Chỉ có điều những việc này, Rasma cũng không muốn thảo luận ở đây cùng với một con mèo, mà là rời chủ đề đi. Vậy thì Đường Lệ là bà ngoại của Karen rồi nhỉ? Không sai meo, bà ta không gả cho Dis. Con gái mình lại gả cho con trai của Dis, thật thú vị. Đây chính là duyên phận đấy, mèo. Rasma cầm lấy bút lông ngỗng một lần nữa vẽ lên trên giấy lên một cánh cổng tràn đầy khí tức của trật tự, nhưng nó lại khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Pall cúi đầu nhìn lướt qua về sau, lập tức rời ánh mắt, không có phổ cập khoa học cho Rasma. Đây là thuật pháp do Dis tự sáng tạo sao? Rasma hỏi. Đây là do ta tự sáng tạo. Pall nói, bé Rasma muốn học không? Ngươi bắt cá cho ta, ta sẽ dạy cho ngươi.
có thể hoàn mỹ phục chế khí tức của người dùng để tạo thành cảnh tượng giả, ngay cả khí tức của linh hồn đều có thể phục chế đến gần giống như đúc. Ta vừa mới nãy cũng không có nhìn ra ngay từ đầu, cái tác dụng này, nhìn kiểu gì cũng giống như cái cánh cổng lớn đứng trên hòn đảo kia. Ta thích ăn cá squirrel còn có canh chua cá. Ngươi có phải muốn nói cho ta biết rằng cánh cổng luân hồi bị ngươi trộm ra khỏi luân hồi thần giáo phải không? Cá chép cũng rất tốt đấy, ta cũng thích. À, Rasma lắc đầu, đáng tiếc, Karen không có bắt lấy cơ hội lần này mà khiến hắn bị trọng thương, vậy lần giao chiến tiếp, Karen vẫn sẽ ở thế yếu. Bởi vì cái tên sát thủ này cực kỳ thông minh, cho nên thủ đoạn cao siêu tới đâu sau khi dùng ở trước mặt hắn một lần. Lần tiếp theo sẽ không dùng được nữa, mà loại thuật pháp thần kỳ dùng làm át chủ bài này, dùng một cái thì thiếu đi một cái, chẳng mấy chốc sẽ không còn. Vậy thì, bé Rasma này, ngươi đã từng nghe nói đến tiệm tạp hóa chưa? Chương 1932, ngươi đang dạy ta làm việc sao? 1. Tiệm tạp hóa là một cái cửa hàng có thể mua được rất nhiều loại gia vị để nấu cá ở đó. Cánh cổng kia, thật ra ta ngược lại có thể hiểu được, dù gì thì trên báo cũng từng đưa tin, Karen là người tham gia thí luyện do thần giáo lựa chọn, từng tiến vào cánh cổng luân hồi. Nó có thể ghi lại dấu ấn của cánh cổng luân hồi vào trong lòng mình, đây là bản lãnh của nó, cũng là kỳ ngộ của nó. Nhưng loại kỳ ngộ này không phải tùy ý đều có thể gặp được, nhất là ở lứa tuổi của nó. Nhưng người với người cũng không thể so sánh được, giống như là ngươi, giống như là ta và ai. Giống như là khi ngươi nhìn lên mây trên trời, trông có vẻ thật cao và xa, nhưng cánh chim đã sớm bay qua mây đến nỗi phát chán. Rasma lắc đầu, kéo chủ đề về quỹ đạo chính, loạt tấn công đầu tiên liên kết không đủ chặt chẽ. Nếu như vừa rồi sau khi thông qua ảo ảnh mà chuyển rời đi sức chú ý của đối phương rồi dành thời gian ngưng tụ ra thuật pháp tranh thủ tiến hành tấn công mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, cái tên sát thủ kia cũng sẽ không kịp phòng ngự. BALL lập tức phản bác, ngưng tụ thuật pháp trước thì sẽ sinh ra sóng năng lượng. Như vậy đối phương sẽ có thể cảnh giác được rằng đây là ảo ảnh, đến lúc đó có lẽ chiêu này cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Rasma cười mắng, tại sao lúc đám người già cả như chúng ta đánh nhau đều là vén tay áo lên cứ thế mà đánh, bây giờ người trẻ tuổi đánh nhau mà cứ lề mà lề mề đến như vậy. Thời đại thay đổi thưa ngài đại tế tự tiền nhiệm à? Thay đổi. Bây giờ là thời đại thuộc về người tuổi trẻ chúng ta mèo. Rasma đưa tay nhẹ nhàng sơ sơ cái cằm của PALL, PALL lập tức nghiêng đầu đi, ngươi làm gì thế? Ta quả thật không biết nhiều về ngươi lắm, nhưng ta nhớ rằng lúc mình tuổi trẻ khi gặp Dis, lúc ấy mấy tên trong nhà có bối cảnh lớn trò chuyện trong nhà bọn họ nuôi con yêu thú nào mạnh mẽ hoặc quý hiếm, lúc ấy Dis nói, trong nhà hắn chỉ có nuôi một con mèo. À, nhà Imorais vẫn luôn có truyền thống nuôi mèo đấy, ta là con mèo đời thứ 25. Tuổi của ngươi lớn hơn ta nhiều, cho nên ngươi ở đây la lối cái gì về thời đại của người trẻ tuổi thế? BALL nâng bàn chân của mình lên, che trước ngực của mình, trả lời, tâm hồn của ta vẫn còn tươi trẻ. À, BALL thì lại gần nói, thật đúng là ngoài ý muốn, Dis thế mà nhắc đến ta lúc ở ngoài à. Khóe miệng Rasma giật giật mấy lần, tựa như muốn hỏi cái gì nhưng nhịn lại được mà không có hỏi. BALL rất hiểu chuyện mà chủ động nói, lúc ở nhà, Dis cũng đã từng nhắc đến ngươi đấy. Rasma nuốt một ngụm nước bọt, không có tiếp lời. BALL tiếp tục nói, thật ra, người như Dis lúc tuổi còn trẻ không bạn bè gì, cũng là đến khi đã có tuổi rồi xảy ra những việc kia mới trở nên bình thản. Nhưng mà trước lúc đó, Dis lúc ở nhà đã từng nhắc đến Rasma ngươi rất nhiều lần đấy. Hô hấp của Rasma bắt đầu dồn dập, bút lông ngỗng cầm trong tay cũng bắt đầu lắc lư. Dis nói ngươi cực kỳ phiền phức, mỗi lần thăng cấp lên được một cảnh giới thì muốn tìm để đánh nhau, làm cho Dis muốn lười biếng cũng không được. Cũng phải cùng tăng cảnh giới lên với ngươi. Ha ha ha, Rasma cười, trong câu nói này, mình rõ ràng là một người đuổi theo, mà lại là đuổi theo một người cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp. Tựa như mỗi khi Dis tăng cảnh giới lên đều chỉ là vì đối phó với mình vậy. Nhưng đến tuổi tác này, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Rasma nghe được mấy câu này, không chỉ không cảm thấy mình bị khinh bỉ, ngược lại có một sự cảm động rằng sự cố gắng lúc thanh xuân của mình được công nhận. BALL thuận đó mà mở miệng nói, cho nên, bé Rasma à,
Dis hẳn là xem ngươi như một người bạn đấy. Ta mới không muốn làm bạn bè gì với hắn. Vậy trong lúc ngươi ngưng tụ ra mảnh thần cách, ngươi sẽ giúp thần điện đến trấn áp Dis một lần nữa sao? Nghe được câu này, Rasma lập tức trừng mắt nhìn về phía PALL, ánh mắt nghiêm trọng. Dis để ngươi ở tại nơi này, giúp ngươi ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, ngươi cũng phải rõ ràng, đây là thiện ý đối với ngươi, ngươi cũng bởi vậy. Sau khi ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, có được năng lực nội ứng ngoại hợp cùng với thần điện để loại trừ những thứ mà Dis bố trí ở nơi này, cho nên, ngươi sẽ làm như vậy sao? Rasma nhàn nhạt trả lời nói, vẫn còn sớm. PALL nhẹ gật đầu, nói, đúng, còn sớm, nhưng ngươi thiếu nợ Dis. Ánh mắt của Rasma dần dần chậm lại, chỉ vào cuộc chiến phía trước, cho nên ta sẽ giúp hắn dạy dỗ cháu trai của hắn. Ngươi xác định ngươi có thể dạy dỗ giúp à? Trong một đợt tiến công mới, Karen không còn chỉ giới hạn ở việc phòng thủ, bắt đầu chủ động tìm cơ hội để tiến hành tấn công. Nhưng tấn công của anh cũng vẫn đặt chân trên phương diện phòng thủ, mục đích là dùng tấn công để giảm bớt áp lực phòng thủ của mình. Valotti lần lượt phá vỡ phòng ngự của Karen, nhưng lại bị Karen cản trở ở phía ngoài, khu vực hai bên chiến đấu dần dần chuyển sang phía dưới hẻm núi. Không còn là loại chiến đấu tiết tấu nhanh nhằm giải quyết cuộc chiến nhanh chóng kia, mà là biến thành cuộc chiến đấu dây dưa tiêu hao lẫn nhau. Lượng lớn thuật pháp được cả hai bên sử dụng, nhưng lại không cách nào thật sự tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho đối phương, chỉ là đang đơn giản tiêu hao nhau. Thời gian dần trôi qua, Valotti ý thức được điều không thích hợp, chủ động rời khỏi cuộc chiến. Hắn vẫn cảm thấy mình có được tích lũy có thể kiêu ngạo người khác, cho dù trạng thái bây giờ không tốt, nhưng về mặt tích lũy, hắn vẫn rất tự tin như cũ. Cho nên hắn vốn là muốn dùng loại phương thức này để làm cho đối phương hao mòn, nhưng đối thủ mang đến cho hắn một loại cảm giác, đó là đối phương cũng cực kỳ tự tin đối với sự tích lũy của mình. Nếu tiếp tục tiêu hao như vậy, thật sự sẽ biến thành trò cá cược xem ai uống hết thùng rượu của mình trước. Đây không phải là điều mà Valotti muốn. Karen thì thừa cơ hội này, hơi điều chỉnh sự mệt mỏi của các cơ bắp trên người mình một chút, đồng thời trấn an năng lượng linh tính tích lũy quá mênh mông trong cơ thể của mình. Phòng ngự đã xong, cũng điều chỉnh ổn thỏa. Tiếp đó, anh muốn chuẩn bị hoán đổi phương thức tác chiến lấy tấn công làm chủ đạo. Lúc này, Karen nghe được phía đối diện hô lên với mình, ta có một lời đề nghị, ngươi giúp ta cầu xin vị kia, ta có thể giúp ngươi ám sát ba người. Karen lắc đầu, nói, không cần nói nhiều lời, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ chết. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1933, ngươi đang dạy ta làm việc sao? 2. Valotti nói, vậy ngươi có muốn để cho cuộc tỉ thí này trở nên càng thú vị hơn một chút, ví như thỉnh cầu vị kia trong một khoảng thời gian tiếp theo, không được can thiệp vào tiến trình quyết đấu của chúng ta. Karen lắc đầu một lần nữa, nói, người muốn chết là ngươi, không phải là ta. Vậy ngươi sẽ không cảm thấy chiến đấu như thế này sẽ rất nhàm chán kia, vị kia bất cứ lúc nào đều có thể ra tay can thiệp ta. Xem như ta có thể đánh bại ngươi, cũng không cơ hội gì để có thể giết chết ngươi, ngươi đã đứng ở thế bất bại. Karen hỏi ngược lại, đúng vậy đấy, như thế này không phải rất tốt sao? Ta cảm thấy thế này cũng không phù hợp thẩm mỹ của ta, chỉ là ta không nghĩ tới thẩm mỹ của ngươi cũng thấp như vậy. Ai? Những người trong nhà của đại chủ giáo cũng có thực lực thấp hơn ngươi, ngươi không phải cũng đã giết sao? Còn cần phải dùng phương pháp đánh lén, thần bộc nhà ta, không phải ngươi cũng giết sao, cũng là dùng phương pháp đánh lén. Thực lực của hắn so với ngươi thì thấp hơn nhiều như vậy, ngươi vẫn giết hắn, sau khi giết xong còn vẽ lên một đóa hoa hồng. Chỉ bằng con người như ngươi, cũng xứng mà nói với ta về thẩm mỹ sao? Karen vung thanh kiếm Diamonds, để mũi kiếm chỉ về phía Valotti, tìm đến nhà ta, giết người của ta, bắt đi người nhà của ta, ngươi còn muốn tìm cơ hội sống từ chỗ của ta sao? Ta cho ngươi biết thẩm mỹ của ta là cái gì, đó chính là trước hết để cho ngươi trở thành vật để ta luyện tập. Vừa lúc sau khi ta thăng cấp phán quyết quan đến giờ vẫn không có cơ hội đánh một trận để thích ứng với cảnh giới của mình. Cuối cùng, để cho ngươi có bao nhiêu uất ức thì chết trước mặt ta uất ức bấy nhiêu. Nói đến đây, Karen hô về phía Rasma bên kia, đại tế tự, ngài chú ý thêm một chút, đừng có chợp mắt. Lúc Karen hô lên đại tế tự, hai mắt Valotti nhắm chặt, bởi vì hắn biết
Sau khi kêu danh xưng này ra, cũng có nghĩa rằng một điểm hy vọng cuối cùng mà hắn cẩn thận từng ly từng tí giữ lại kia cũng bị bóp tắt. Ta có lẽ không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi muốn dùng ta làm vật để luyện tập, ta có thể tranh thủ khắc tên của ta lên trên xương của ngươi. Ta sẽ đem xương đầu của ngươi mang về, đặt ở trước mặt thuộc hạ của ta làm lư hương, đây chính là một loại phương pháp cúng bái mới mà ta phát minh. Tốt, vậy thì ta sẽ đổi một phương thức khác để luyện tập với ngươi, chỉ dùng thuật pháp mà so đấu đi. Lúc trước hai người chiến đấu giống như là quyết đấu giữa sát thủ và chiến sĩ, hiện tại, Valotti chuẩn bị sửa đổi. Hắn không sợ Karen không đáp ứng, bởi vì Karen không phải muốn chiến thắng hắn, mà là muốn dùng hắn làm đá để mài dao. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là so đấu bằng thuật pháp, thật ra thì hệ số nguy hiểm sẽ càng lớn, người ngoài đến lúc đó càng khó có thể can thiệp hơn, cũng rất dễ dàng để lại ảnh hưởng cả đời. Valotti mở hai tay ra, thanh đao trên tay trái của hắn bắt đầu hòa tan, ngay sau đó, cơ thể của hắn cũng bắt đầu hòa tan. Vùng đất bốn phía, một lần nữa hóa thành cát trên phạm vi lớn, nhưng lần này rõ ràng không giống lần trước. Vốn dĩ bọn chúng là nguyên vật liệu để lợi dụng, bây giờ thì ngưng tụ thành một bộ phận cơ thể Valotti. Lúc này cơ thể Valotti đang dần dần trở nên khổng lồ, một tiếng gầm thét ngỡ như là từ một con hung thú phát ra từ vị trí lồng ngực của hắn. Ngay lập tức, từng trương bộ mặt người và mặt thú bắt đầu chui ra từ trên ngực, cánh tay và trên đùi của hắn. Một màn tương tự như vậy, Karen đã từng nhìn thấy lúc ở trên hỏa đảo, là hình thái cuối cùng mà tên thanh niên lưng còng kia thể hiện ra. Tên thanh niên lưng còng kia đã từng đến nơi chôn cất của thần, bị một vài thứ bên trong bám vào trên linh hồn và ý thức, biến thành một vật dẫn mà quay trở về. Nhưng điểm không giống với tên thanh niên lưng còng kia đó chính là trên người của Valotti mặc dù cũng xuất hiện hiện tượng hỗn tạp, nhưng cũng không lộ ra vẻ hỗn loạn. Bởi vì kẻ trước thì bị ép buộc trở thành vật dẫn, kẻ sau thì là chủ động dung hợp. Đây chính là phương thức tu hành của thần vẫn lạc, giống như việc thần linh mà bọn hắn thờ phụng đi vận chuyển xử lý thi thể của những thần linh khác vậy. Bọn hắn tất nhiên là muốn lấy được thứ gì đó từ trên thi thể. Bên nửa mặt phải của Valotti bắt đầu nhô lên, biến thành gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ kia mở ra một con mắt của mình nhìn về phía Karen. Ánh sáng màu tím khuếch tán ra với tốc độ đáng sợ, bắt đầu làm méo mó tất cả cảm giác của Karen. Trong chốc lát, Karen chỉ cảm thấy trời đất xung quanh mình đang xoay cuồng, tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Ball hoảng sợ nói, con mắt lạc lối của nữ thần Lenet, hắn ta dung hợp thi thể thần quan cấp cao của Lenet giáo. Rasma tất nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn đối với kiến thức rộng rãi của Ball, bình luận, con mắt lạc lối có được năng lực làm cho nhận thức trở nên méo mó. Không phải huyễn thuật, cũng không phải tinh thần lực, mà là thông qua sự ảnh hưởng lên hoàn cảnh xung quanh, tạo thành vòng xoáy lạc lối tác dụng lên trên người của đối phương. Loại con mắt này lúc bắt đầu tế luyện sẽ vô cùng gian nan và chậm chạp, nhưng một khi tế luyện thành công, so sánh với huyễn thuật và tinh thần lực thì càng khó mà phòng ngự hơn. Bé Rasma, ngươi nhanh đi lên mà chặt tên kia ra đi, chúng ta kiểm tra từng mảnh thi thể, chắc chắn có thể lấy ra được không ít đồ tốt. Sao vậy, lo lắng à? Không có, ta chỉ là sợ đồ tốt bị làm hỏng. Rasma ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói chuyện, âm thanh của ông ta trở nên có chút lớn, chấn động đến nỗi Ball nhịn không được mà che kín hai lỗ tai của mình. Âm thanh của Rasma cũng truyền tới hai người trong cuộc chiến. Nếu như Karen đủ thông minh mà nói, bây giờ nên sử dụng thuật, pháp phạm vi lớn để bao trùm hoàn cảnh xung quanh, sau đó cách mỗi một đoạn thời gian thì thi triển một lần, giảm thiểu ảnh hưởng của con mắt lạc lối xuống mức thấp nhất, như vậy thì trong lần giao chiến kế tiếp mới không chịu áp chế quá lớn. Karen cũng sửng sốt một chút, khóe miệng lập tức xuất hiện ý cười, thì ra vị đại tế tự tiền nhiệm này cũng không phải là một người quá nghiêm túc nhỉ. Ball thì bất mãn nói, bé Rasma, ngươi muốn làm cho ta điếc à? Khục. Rasma lại ho khan một tiếng, tối hôm qua đi ngủ đá chăn mền rớt xuống đất, hơi cảm một chút, nói chuyện khó tránh khỏi hơi khàn giọng. Ball liếc mắt nhìn Rasma, nói, cậu ta còn không phải học trò của ngươi đâu. Ta đang dạy nó làm việc, hắn chính là học trò của ta. À, vậy ngươi hãy xem đi. Chương 1934, ngươi đang dạy ta làm việc sao? À. Karen không có nghe từ lời nhắc nhở nhỏ tiếng của Rasma mà sử dụng thuật pháp phạm vi lớn,
bởi vì anh có phương thức đối phó càng đơn giản hơn, đó chính là dùng con mắt đấu với con mắt. Cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên một lần nữa, bên trong hai con ngươi của Karen xuất hiện màu đen đậm đặc, con mắt ám nguyệt khởi động. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Karen đều khôi phục bình thường, ảnh hưởng của con mắt lạc lối không chỉ bị xua tan. Mà khi Karen dùng con mắt của mình nhìn về phía một con mắt của người phụ nữ kia, người phụ nữ đó còn phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt. Bên phía Karen, con mắt cũng rất đau đớn, nhưng anh gắng gượng chịu đựng không có biểu hiện ra ngoài. Đây là con mắt gì thế? Con mắt trật tự đấy, chỉ có điều không lớn bằng con mắt trên trời khi nãy của ngươi mà thôi. Mèo, ngươi thật sự cho rằng ta bị mù à? Ngươi dám nói nó không phải sao? Nó đúng là... Rasma dừng một chút, nhưng lại không phải. Nhưng mà, Rasma có thể nhận ra cánh cổng luân hồi, nhưng lại không cách nào nhận ra con mắt ám nguyệt, bởi vì cái thế lực đảo ám nguyệt này thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến nỗi lúc ấy cũng không thể chú ý tới, mà bản thân của truyền thừa ám nguyệt cũng đã đứt gãy. Ball nhắc nhở, ngươi nhìn xem, cậu ta không dựa theo lời của ngươi mà làm việc. Valotti nhô ra một cánh tay từ bên trong hạt cát, hoặc là gọi một cái xúc tua thì càng phù hợp thêm. Nó trực tiếp đâm vào trên con mắt của người phụ nữ đang gào thét, để con mắt của trực tiếp vỡ ra. Sức mạnh của con mắt lạc lối vào lúc này nhận được sự tăng cường cực mạnh. Cơ thể của Karen khẽ run lên, vẫn chống cự lại được hiệu quả của con mắt lạc lối như cũ. Lúc này, phần ngực của Valotti xuất hiện một cái đầu sói. Khi nó xuất hiện, ở sau lưng của Valotti xuất hiện một hình chiếu của một con sói trắng to lớn. Hai con sói bắt đầu cùng nhau chu lên, ngao ô. Bên trong tiếng sói chu, mang theo một loại cảm giác tang thương của năm tháng rất đậm đặc, bên trong chứa đựng ký ức hồi tượng. Nguồn sức mạnh đó vào lúc này thông qua sự liên hệ được xây dựng bằng con mắt lạc lối, đang giao đấu với Karen, trực tiếp truyền về phía Karen. Bên tai Karen đều toàn là sói tiếng gào thét, nhưng trong ý thức lại xuất hiện sự rung động rõ ràng, cũng không phải là lộn xộn, mà là một loại ký ức đảo ngược. Hình ảnh trong quá khứ bắt đầu không ngừng hiện ra bằng phương thức đảo ngược, mà nguy cơ đáng sợ, ngay dần dần tích lũy. Sói thời gian, Ball nghi ngờ nói, đây là loại yêu thú đã sớm tuyệt chủng mà. Rasma nhắc nhở, hắn chỉ cần thi thể, mà lại, nói không chừng là thi thể mà tiền nhân để lại cho hắn. À, cũng đúng. Rasma đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi, lại dùng phương thức nói chuyện khi nãy, âm thanh lại truyền về phía Karen một lần nữa. Sói thời gian có được năng lực ảnh hưởng ký ức, nó có thể để nhận thức của ngươi thoái hóa về quá khứ, từ đó suy yếu ngươi bằng phương thức này, bởi vì phần lớn người đều là dần dần mạnh lên. Có phương pháp để chống lại nó, phải xem ngươi chọn cách nào, có thể bố trí kết giới trong ký ức của mình, ngăn cản ảnh hưởng của nó thẩm thấu vào. Ngươi có được khối Rubik thuật khóa, đừng nói cho ta rằng ngươi không có học được một chút thuật pháp của nhà Guman. Phương pháp đơn giản nhất chính là trước hết cứ phong ấn ký ức của mình, sau khi đánh xong thì lại giải trừ phong ấn. Nếu là quên mất ký ức bị phong ấn, ta tới giúp ngươi giải trừ là được. Valotti, Karen không có bố trí kết giới, cũng không có lựa chọn phong ấn ký ức bản thân, mà là hoàn toàn mở rộng phòng ngự ý thức của mình. Để sức mạnh của đối phương tiến vào càng nhanh hơn, gia tăng tốc độ đảo ngược ký ức của mình. Rất nhanh, Karen nhìn thấy hình ảnh mình truy đuổi ra khỏi thành phố York. Sau đó là hình ảnh lúc mình ở nơi chôn xương của Compassini, cảnh tượng lúc thí luyện trong cánh cổng luân hồi, cảnh tượng mình vừa xuống thuyền đến Win, lần thứ nhất mình nhìn thấy Eunice. Cuối cùng, khi mình mở mắt ra, trông thấy ông nội lần đầu tiên. Trong chốc lát, hình chiếu của Dis mặc thần bào của trưởng lão thần điện xuất hiện ở sau lưng Karen. Khuôn mặt của con sói thời gian trên ngực của Valotti đang phát ra tiếng sói chu bỗng biến thành tiếng rên rỉ. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ trên đầu nó, hình chiếu của con sói trắng phía sau khi hình chiếu của Dis xuất hiện, trực tiếp sụp đổ. Trong ký ức của mỗi một người, đều có rất nhiều dấu mốc, nó đại biểu cho nhiều giai đoạn của cuộc đời. Nguyên nhân mà Karen cố ý bỏ mặc đối phương là do anh rõ ràng, con sói này bất kể thế nào, cũng không có khả năng xóa đi dấu mốc của Dis trong ký ức mình, dù sao thì Dis cũng đang đứng ngay phía sau lưng. Nếu nói hôm nay là phần kiểm tra của Rasma đối với mình, Karen càng thấy đây là một phần bài tập mà ông nội giao cho mình sau khi rời nhà trở về đây. Hệ thống tín ngưỡng gia tộc. Rasma nắm chặt hai lòng bàn tay, hắn điên rồi, hắn điên rồi, hắn ta điên mất rồi. Mãi cho đến giờ phút này,
Rasma mới thật sự ý thức được Karen rốt cuộc có vị trí như thế nào trong lòng của Dis. Vì đứa cháu này, Dis thật sự có thể không tiếc hết thảy. Trên thực tế, ông ấy đã làm như vậy. Dis, ta thật sự cảm thấy rất tò mò. Nó thật sự đáng để ngươi làm như vậy không? Có đáng giá không? Ball nhịn không được mà nhắc nhở, Karen giống như lại không dựa theo lời của ngươi dạy mà làm việc. Không chỉ mỗi Rasma kinh hãi và nổi điên, còn có cả Valoti, trong miệng của hắn bắt đầu phát ra thanh âm lầm bầm, rất nhanh, tất cả gương mặt nổi lên trên người của hắn cũng cùng phát ra âm thanh. Oanh! Cơ thể khổng lồ kia vào lúc này hoàn toàn hòa tan rồi tỏa ra xung quanh, mang theo đủ loại màu sắc, dưới sự yểm trợ của cát vàng bên dưới mà chen chúc nhau lao về phía Karen. Các chủng loại sức mạnh vào lúc này đan xen vào nhau một cách hỗn loạn, tạo thành một vòng xoáy ô uế vô cùng đáng sợ. Valoti đây là đang dự định buông bỏ tất cả, cũng muốn lôi kéo Karen chôn cùng mình. Cho dù vị kia có ra tay, cũng không kịp ngăn cản hoàn toàn. Chỉ có điều, Valoti rốt cuộc cũng vẫn quá xem thường sức mạnh của đại tế tự tiền nhiệm của trật tự thần giáo. Cho dù là đối mặt với cảnh tượng này, Rasma vẫn không có quá lo lắng, bởi vì ông ta có thể nắm giữ tất cả. Rasma hô lên với Karen, từ bỏ mọi ý nghĩ phản kháng, tập trung tinh thần dùng trật tự thanh tẩy tiến hành phòng ngự bản thân. Ngươi có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bao lâu, coi như là một thời cơ tôi luyện khó gặp, chờ đến lúc không chịu đựng nổi nữa thì ta sẽ ra tay giúp ngươi. Nhưng mà, Rasma còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Karen lúc này đang đứng trong trung tâm của khu vực bị cát vàng ô uế từ từ giơ hai tay của mình lên, ánh sáng, thánh hỏa ca. Trong màn đêm tối, xuất hiện ánh sáng, khắc tinh tuyệt đối của tất cả nguồn sức mạnh mang thuộc tính tiêu cực. Ngọn lửa ánh sáng mãnh liệt bay lên từ dưới chân Karen, tạo thành một cột lửa lao về phía cát vàng và từng gương mặt méo mó xung quanh, đốt cháy chúng. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1935, ta muốn về thăm nhà một chút, 1. Ngọn lửa ánh sáng rực cháy tựa như là một vầng mặt trời ấm áp đang mọc lên, chiếu sáng hai bên sườn núi. Đồng thời, cũng làm cho gương mặt của Rasma lúc sáng lúc tối. Đây là... cái gì? Ball trả lời một cách rất đương nhiên, đây là ánh sáng trật tự đấy, mèo. Rasma cúi đầu xuống, nhìn xem cái con mèo đen bên cạnh này. Cái con mèo đen này thì đang dùng một loại ánh mắt thành khẩn để nhìn ngược lại ông ta. Một người một mèo, vào lúc này lâm vào trong một khoảnh khắc im ắng ngắn ngủi. Thật ra, cho tới bây giờ Rasma đều không phải một người hiền hòa dễ gần, toàn bộ giới giáo hội. Hầu như đều sẽ không có người thật sẽ sự xem đại tế tự của trật tự thần giáo là một ông lão hiền lành và tốt tính. Phải biết rằng đấu tranh chính trị nội bộ của một đại khu thành phố York trong giáo đã nguy hiểm và quỷ quyệt như thế, người có thể từng bước một đi đến vị trí kia, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh, dẫm lên xương cốt của bao nhiêu kẻ thất bại. Dựa theo tình huống bình thường, cái con mèo đen này mà dám nói chuyện như thế với ông ta, vậy thì nó cũng sớm đã chết rồi, không cần biết thân phận thật sự của nó là gì. Nhưng Ball vẫn là dám tiếp tục trợn tròn mắt nhìn về phía vị đại tế tự tiền nhiệm này mà nói như vậy. Lúc trước, Karen lớn tiếng hô lên trước vị đại tế tự, để lòng Valoti lúc này như cho nguội. Đó là bởi vì Valoti rõ ràng mình không có khả năng có cơ hội sống, một chút cũng không có. Lúc này, Karen ngay trước mặt đại tế tự tiền nhiệm phóng xuất ra sức mạnh ánh sáng mãnh liệt, nhưng Ball lại không có hoảng hốt bao nhiêu. Không do nguyên nhân nào khác, chỉ vì Dis còn chưa có chết. Sức mạnh, nguồn gốc từ thực lực, chỉ có đứng trên cơ sở của thực lực mới có thể biểu hiện ra sự khôi hài, hài hước, trêu chọc và hoạt bát trong quan hệ xã giao. Rasma nhẹ gật đầu, rất là thâm trầm nói, đúng vậy, là ánh sáng trật tự. Cái đuôi của Ball có chút nhếch lên tạo ra một đường cong ưu nhã, dẫm bước chân mèo trước mặt Rasma. Mặt mèo hướng về vị trí mà ánh sáng chiếu rọi nhất trong thung lũng, cho nên, bé Rasma, ngươi còn muốn nhận Karen làm học sinh của ngươi sao? Rasma trầm mặc. Phải biết rằng, trước đây, hắn như là chuyển động bút lông ngỗng, nói mình mới thật sự là giám khảo, mặc kệ Karen rốt cuộc thi ra được thành tích như thế nào, hắn đều sẽ nhận Karen làm học sinh. Bây giờ, sự trầm mặc thì đại biểu cho ý ngược lại.
Ở trong đầu của Rasma, có quá nhiều suy nghĩ đang va chạm vào nhau dữ dội, có quá nhiều điều không hiểu, quá nhiều sự hoang đường, quá nhiều nỗi mâu thuẫn. Vốn dĩ trong kế hoạch ban đầu của ông ta, cho Karen một thân phận học trò của mình, trong tương lai phát triển Karen có thể nhận được sự chú ý từ tầng lớp lãnh đạo. Sự chú ý này có thể để Karen thoát khỏi sự ảnh hưởng từ ông nội, trở thành thần quan trật tự chân chính. Bởi vì bây giờ mặc dù Winker bởi vì quan hệ với mình mà bị chèn ép, nhưng đợi đến khi phe của Norton hoàn toàn điều chỉnh xong mâu thuẫn nội bộ trong giáo, sẽ xem ở trên mặt mũi của mình mà trả lại cho Winker bồi thường gấp bội. Karen nếu như làm học trò của mình, vậy chắc chắn cũng sẽ giống thế. Nhưng mà, bây giờ Rasma thật sự không dám chứng thực cho một người trẻ tuổi hư hư thực thực là tàn dư ánh sáng. Thân phận của nó đã không chỉ giới hạn là cháu trai của Dis, không còn khả năng là loại người trẻ tuổi thiên tài có được thiên phú cực cao nhưng trên tư tưởng có lẽ chịu sự ảnh hưởng của gia đình nên cần tiến hành uốn nắn. Mình thân là đại tế tự tiền nhiệm, cho nên chứng thực thân phận của Karen chẳng lẽ là đang chủ động đẩy một tên tàn dư ánh sáng lên đường cao tốc phát triển trong nội bộ của thần giáo. Vậy thì ông ta rất có thể sẽ biến thành tội nhân trong lịch sử của trật tự thần giáo. Chân trước, B.A.L.L. duỗi về trước, móng sau chạm đất, duỗi lưng một cái, ngáp dài, nói, suy cho cùng vẫn còn kém một chút. Lúc trước mình và lão Hoven cùng nhau giúp Dis hoàn thành nghi thức đón thần siêu quy cách, chờ sau khi Karen tỉnh dậy. Biết nghi thức xảy ra vấn đề thì mình và lão Hoven đều đang điên cuồng khuyên can Dis nhanh giết chết cái tên tà thần này. Trên thực tế, mình và lão Hoven cũng không sai, bởi vì Ranedan quả thật đã theo xuống, phân tích của bọn họ cũng không tính sai. Lúc ấy, mình và lão Hoven đều cảm thấy Dis là đang do dự, nhưng trên thực tế, Dis vẫn đang suy nghĩ làm sao để bắt lấy Ranedan để giải trừ uy hiếp đối với đứa cháu mới. Dis chưa hề cân nhắc qua việc muốn giết chết Karen. Một tên tà thần đã gọi ta là ông nội, vậy thì tiền tố chỉ thân phận phía trước của nó là cháu trai của ta. Đây chính là nhận thức của Dis. B.A.L.L. thật sự không thể nào hiểu được loại suy nghĩ kỳ quặc này của Dis. Cho dù là bây giờ, cô cùng Karen ngủ trên một cái giường hơn nửa năm, cô vẫn không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, nhìn xem phản ứng của Rasma, dưới sự so sánh, B.A.L.L. bỗng nhiên hiểu được. Giữa thiên tài với nhau, cũng đều là thiên tài, không còn chỉ so đấu gia tăng cảnh giới, thông hiểu thuật pháp và năng lực đánh nhau, cuối cùng là so sánh cách nhìn cục diện. Bé Rasma, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi chần chừ cái gì? Nhận đi. Nhận Karen làm học trò của mình, thông báo cho toàn giáo, trải đường phát triển cho cậu ta sau này. Làm đi. Thế giới này, quả là thần kỳ như vậy, đúng không, bé Rasma? Rasma nhẹ gật đầu. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy Dis là uy hiếp lớn nhất của thần giáo sao? B.A.L.L. duỗi ra một chân mèo, chỉ xuống phía dưới. Dis ngày trước cũng chính là ở trước mặt các ngươi, mắng thần trật tự. Lại tỏ ra chút thái độ không muốn đi trật tự thần điện mà thôi. Nhưng còn cậu ta, lại dám triệu hoán ra sức mạnh ánh sáng ở trước mặt vị đại tế tự tiền nhiệm như ngươi. Ha 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 mèo. Dis, vì sao lại dạy dỗ dạng ra một đứa cháu trai như thế này? Vậy thì ngươi phải đi hỏi Dis rồi. Nhưng mà ta tin tưởng rằng nửa năm trước đây, ngươi hẳn là không dám đến gặp Dis. Nói không chừng ngay cả cửa rào cũng không dám bước qua. Ta đã bước vào rồi. Vẻ mặt của Rasma vào lúc này khôi phục bình thường, không còn lộ ra u ám. Ông ta dù sao cũng là người đã thật sự trải qua sóng gió. Nhưng P.A.L.L. lại là một người trẻ trung tươi sáng thơ ngây phá bĩnh bầu không khí, đuổi theo cái đề tài này mà hỏi, cả hai chân à. Rasma nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Chương 1936, ta muốn về thăm nhà một chút, 2. Xem ra ngươi bước qua cửa, chỉ là xoạc chân mà bước vào. Ta bây giờ đang nghi ngờ, sở dĩ ngươi sẽ ở lại trong nhà Inmerise là vì tránh né kẻ thù truy sát nhỉ, bởi vì ta cảm thấy, loại mèo này như ngươi, ở bên ngoài chắc chắn rất khó sống. Ngươi nói đúng phân nửa, ở bên ngoài ta là có kẻ thù, chính là trưởng lão City của ngươi đấy, lần trước cũng đã, từng tới nơi này. Rasma hiểu rõ ra, nói, bây giờ ta hiểu ra tại sao Dis muốn để cho ta tới cứu ngươi, lần trước hắn thậm chí vì chút giận cho ngươi, bất kính với trưởng lão City như vậy. Cứ thẳng thừng mà nói ra thôi, là treo cái mụ già kia trên thập tự giá mà hóng gió. Thần bào không chừng còn bị xé rách, có lẽ còn lộ ra hết,
Nhưng mà bà lão hơn 300 tuổi cho dù bảo dưỡng tốt đến đâu cũng chẳng có gì đẹp mắt để nhìn nhỉ. Ha ha, Dis còn muốn không cho phép các ngươi xóa đi ký ức ngày đó. Ha ha mèo. Rasma ngồi xổm xuống, nhìn xem PALL, ánh mắt nghiêm túc, nói rất chân thành, không lộ hết. À, vậy thì thật là tiếc nuối, xem ra là bởi vì thần bào của trưởng lão thần điện, chất lượng quá tốt rồi. Bé Karen nhà chúng ta chắc chắn sẽ không thích, bởi vì vậy thì đã mất đi khoái cảm khi xé rách. Nói đến đây, VALL lại ngẩng đầu nhìn về phía Rasma, ngươi thế mà cố ý ngồi xổm xuống nói cho ta, không lộ ra hết. Rasma giang tay ra, nói, bởi vì ta cảm thấy có nghĩa vụ đi giữ gìn hình tượng và mặt mũi của trưởng lão thần điện trong giáo. Ngươi đã nói, ngươi nhanh nhất 2 năm, lâu nhất 3 năm 4 năm thì có thể ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách. Đúng, thì sao? Đó cũng là 2 năm, nếu không dùng Dis để so sánh với ngươi mà nói, ngươi so sánh với phần lớn người cùng thời. Thậm chí là so với cái loại người tuổi thọ gần hết mà không tiếc bất cứ giá nào muốn ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, đã ưu tú hơn rất nhiều rồi. Ngươi sẽ không vội vàng gì đâu, đúng không? Ngươi muốn vững vàng, ngưng tụ ra một mảnh vỡ thần cách chất lượng cực cao, đây không phải là điểm cuối cùng của ngươi, ngươi muốn xem nó như khởi đầu mới của cuộc đời mình. Vì thế, ngay cả vị trí đại tế tự mà ngươi cũng có thể từ bỏ. À, bé Rasma, ngươi ghê gớm đấy. Một số thời khắc, ta thật sự cũng không có sự lựa chọn, bởi vì hiện thực đã bày ra ở nơi này. Lúc trước ngươi có hỏi ta, chờ sau khi ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, có thể ra tay với Dis hay không? Rasma đưa tay chỉ xuống phía dưới, bây giờ, ta lại có thêm một cái lý do để ra tay. Ánh sáng, ngươi là tàn dư ánh sáng. Tiếng gầm gừ của Valoti vờn quanh trong thung lũng, lúc này trong lòng của hắn đang xuất hiện một cảm giác vui mừng, hắn đột nhiên cảm giác được, ánh trăng đêm nay lại trở nên tươi đẹp. Vị nhân vật lớn đứng trên sườn núi kia, ngài đã nhìn thấy chưa, đây là một tên tàn dư ánh sáng. So với Valoti đang kích động, Karen lộ ra vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh thật ra có thể không cần bại lộ, tuân theo đề nghị của Rasma mà đơn giản dùng trật tự thanh tẩy để phòng ngự là được. Nhưng con người dù sao cũng là một loại động vật cảm xúc, sự lựa chọn trong một vài khoảnh khắc, cảm tính sẽ vượt trên lý tính. Nhất là lúc trước khi hình chiếu của Dis xuất hiện, giúp mình phá vỡ ảnh hưởng của sói thời gian, loại cảm giác khát vọng biểu hiện kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Tựa như là, trẻ con ăn cơm ở nhà, chiếc muỗng rơi trên mặt đất, người bên cạnh nói để đó cho họ nhặt. Nhưng ngươi vẫn cố gắng khu người xuống dưới ghế nhặt lên rồi ngồi trở lại. Sau đó vẻ mặt mong đợi một lời khen đến từ ông nội, thấy không, cháu của ta thật ngoan. Mặc dù làm như vậy có chút quá không nể mặt đại tế tự tiền nhiệm, nhưng, vậy thì thế nào chứ? Trước lúc đại tế tự ngài không có ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, ngài cũng chỉ có thể là một cha xứ trong một giáo đường trên phố Mink mà thôi. Karen am hiểu suy nghĩ trong lòng mình nhất, anh rất rõ ràng mình bây giờ có cảm giác nhẹ nhàng, bay lên rất cao, cao vô cùng. Tất cả mọi thứ, nguồn gốc đều xuất phát từ cuộc ám sát ngoài ý muốn này mà dẫn mình về đến trước cửa nhà. Trong kế hoạch ban đầu của Karen, anh phải chờ đến lúc mình đủ mạnh rồi mới lại về nhà, vào nhà chuẩn bị trước đồ ăn, hầm canh, sau đó đi vào trong phòng tắm vặn nước sẵn, sau đó lại đi gọi ông nội rời giường, để ông rửa mặt xong rồi về phòng ăn dùng bữa. Một màn này, trong lòng Karen đã từng mơ, đã sớm ảo tưởng mô phỏng rất nhiều lần. Mà kế hoạch cho dù có kín đáo, lúc cảm xúc dâng trào như cơn lũ, đều sẽ trở nên không thể ngăn cản. Karen bắt đầu bước lên phía trước, năng lượng linh tính tích lũy dư thừa để anh vào lúc này có thể để cho ngọn lửa ánh sáng được phóng ra với một cường độ lớn nhất. Lấy trạng thái hiện tại của Valoti, từ bỏ cơ hội giao chiến cận thân ngược lại sử dụng thuật pháp giao đấu thật ra rất không có lời. Nhất là bây giờ, hắn tựa như tìm đúng một cơ hội. Hắn không cho rằng vị kia sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy vị kia sau khi nhìn thấy Karen sử dụng ra sức mạnh ánh sáng, sẽ không còn ra tay cứu Karen nữa. Cho nên, Valoti bắt đầu từ bỏ việc tiếp tục phòng ngự mà giằng co với Karen. Ngược lại là để linh hồn của mình trả giá bằng việc tắm trong ngọn lửa ánh sáng để đổi lại đem ô uế chút hết tất cả vào trên người của Karen. Coi như giết không chết được người trẻ tuổi này, cũng muốn phế hắn đi triệt để. Đây có lẽ là một chút sự kiên trì và kiêu ngạo mà tên sát thủ này giữ lại. Tai ách, nguyền rủa, sa đọa tất cả các loại năng lượng mang thuộc tính tiêu cực bắt đầu quay quanh Karen,
Bọn chúng làm người ta chán ghét như vậy, nhưng lại khiến người ta cùng lúc cảm thấy thân thiết. Valotti tự dùng linh hồn bản thân làm mồi nhử, cưỡng ép hội tụ ngọn lửa ánh sáng của Karen ở xung quanh mình, tạo cơ hội cho những này ô uế này chạm đến chỗ Karen. Karen dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía linh hồn của Valotti đang dần tan rã, trên mặt lộ ra nụ cười, trong nụ cười mang theo sự thương hại, nhưng không nhiều. Sau một khắc, bóng người của Rasma xuất hiện ở bên cạnh Valotti. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1937, ta muốn về thăm nhà một chút. A. À. Vô số thô tục, cô, số oán giận, vô số cảm xúc, Valotti muốn biểu đạt, nhưng lại giống như là đã quên đi phải biểu đạt chúng ra như thế nào. Vì cái gì ngài còn muốn xuất hiện, vì cái gì ngài còn muốn đến bảo vệ hắn, vì cái gì ngay cả một chút xíu thời cơ ngài cũng không cho ta. Ngài mù sao, không nhìn thấy linh hồn của ta đang bị ngọn lửa ánh sáng thiêu đốt sao, nó đang rực cháy dữ dội đến vậy. Ngài thế nhưng là đại tế tự tiền nhiệm của trật tự thần giáo mà. Rasma xuất hiện, báo hiệu rằng cuộc quyết đấu không công bằng này sắp được vẽ lên một dấu chấm tròn kết thúc không công bằng. Bởi vì ô uế ảnh hưởng đối với một người rất lớn, cho dù cuối cùng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của một người. Rasma có thể nhìn xem Karen bị đánh cho đầu rơi máu chảy trọng thương không đứng dậy nổi, nhưng ông ta không thể nhìn Karen gặp phải tổn thương cả một đời không thể khôi phục. Cái này không phải là tiêu chuẩn mà ông ta đề ra, mà là giới hạn mà Rasma đặt cho ông lão đang nằm trên giường kia có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, không đợi Rasma ra tay, Karen đã thu hồi tất cả phòng ngự quanh người. Sử dụng ngọn lửa ánh sáng vốn không còn bao nhiêu đang ngăn cản ô uế ở phía ngoài, toàn bộ hội tụ về phía linh hồn của Valotti, gia tăng tốc độ tử vong của hắn. Mà mình thì trong nháy mắt nguồn ô uế bao phủ, không, là ngâm vào bên trong. Lúc này con mắt của Rasma trừng to, trong chớp nhoáng này tâm tình của ông ta hoàn toàn mất khống chế, mắng to về phía Karen, cái tên xúc sinh này. Rasma thậm chí hoài nghi, cái thằng nhóc này không phải là đã nhận phải sự kích thích gì đó từ trong trật tự thần giáo như gặp phải quá nhiều đãi ngộ không công bằng và chèn ép. Kết quả cố ý thừa cơ hội này dứt khoát dùng mạng của mình lôi kéo trật tự thần điện cùng chôn cùng với nó. Nhưng rất nhanh, khi Rasma chuẩn bị ra tay tranh thủ thời gian loại bỏ những ô uế này, ông ta chợt phát hiện Karen vẫn như cũ không coi ai ra gì mà đứng chính giữa nguồn ô uế trên mặt của anh, không nhìn thấy bất cứ sự đau đớn nào. Mà một màn này cũng bị Valotti nhìn thấy được, hắn cảm nhận được một sự miệt thị. Đầu hôm, hắn là sát thủ tiêu diêu tự tại, một người dám ám sát đại chủ giáo của trật tự thần giáo. Sau nửa đêm, hắn buồn cười ngu xuẩn, giống như là một bãi đất sét sau khi bị người tùy ý xoa nắn biến hình, lại tiện tay ném vào trong rãnh nước bẩn bên cạnh. Bây giờ hắn có thể tiếp nhận nhịp tim đập nhanh của vận mệnh, nhưng kết cục thật sự lại là nhục nhã và nhục nhã. Trong vòng xoáy ô uế, rất nhiều bộ mặt người và mặt thú đang tiến hành dẫn dắt linh hồn của Karen, nhưng những thứ này, so sánh lúc cơn đói phát tác, thật sự là kém xa quá nhiều. Cơ thể của mình bị Ranedan cải tạo, còn hấp thu thần cốt của nữ thần ám nguyệt, linh hồn của mình vẫn luôn đối kháng với sự phản phệ của quy tắc trật tự. Những ô uế trước mặt này, thật sự, cũng không xem vào đầu. Thiên mị lúc trước bị thương bắt đầu cực kỳ hưng phấn bay ra, há to miệng nuốt lấy những thứ hỗn tạp linh tinh này, đây đều là chất dinh dưỡng đối với nó. Nó cũng không cần lo lắng mình sẽ bị phản phệ, dù sao sau khi ăn nào thì có thể chạy về trong cơ thể Karen để tiêu hóa. Karen thì chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, mở ra bàn tay hướng lên trên. Ngọn lửa ánh sáng cực nóng ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, cùng với bàn tay của Karen nắm chặt. Bàn tay ánh sáng to lớn kia nắm chặt lại, Valotti ở trong khu vực trung tâm, giống như là một con muỗi bị triệt để bóp nát. Hạ cánh tay xuống, ngọn lửa ánh sáng tiêu tán, nguồn ô uế tiêu tán, gió cũng dừng lại xuống, chỉ còn lại ánh trăng trên trời, vẫn soi rọi như cũ. Thiên mị ăn quá no, mắt trái sáng đỏ, mắt phải sáng xanh, trên người càng là đủ màu phát ra rực rỡ, hiển nhiên là ăn vào biết bao những thứ tạp nham, hài lòng trở lại thân thể của Karen. Một trận đấu này, cực kỳ không công bằng, nhưng Karen đánh cũng rất dễ chịu, không chỉ xem như hoàn thành rèn luyện cảnh giới mới, còn có rất nhiều thu hoạch kèm theo.
Nếu như muốn so sánh, dùng thuật pháp quan dịch làm ví dụ, lúc trước mình vốn không có chút khả năng nào để đối kháng với hắn. Cũng chính là dựa vào ngay lúc đó cục diện đặc biệt mới có thể để cho mình dùng ngọn giáo trừng phạt để tấn công giống như gãi ngứa hắn. Mình bây giờ, mặc dù là phán quyết quan, lại có thể thông qua cận chiến, thuật pháp và nhiều loại phương pháp để dễ dàng giết chết dịch. Trên người mình có quá nhiều món trang sức, tín ngưỡng cũng quá nhiều, những thứ này đều sẽ dẫn đến việc tăng cao cảnh giới rất khó và chậm chạp. Nhưng cũng vì vậy mỗi lần tăng cao thêm một cấp, vậy những vật trang sức này có thể phát huy ra hiệu quả tăng cường càng lớn hơn. Ngay cả loại người dung hợp thi thể như Valoti lúc so đấu thủ đoạn với mình cũng không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Tóm lại, muốn cảm tạ Rasma đang tạo ra cho mình loại cơ hội luyện tập có thể nói là xa xỉ này. Rasma đáp xuống, đứng ở bên cạnh Karen, ánh mắt băn khoăn trên người Karen một lần. Sau khi xác nhận đối phương không có gặp bất cứ ảnh hưởng nào từ ô uế, ông ta không phải yên lòng, mà là trái tim kia lại bị treo lên cao hơn. Bởi vì điều này có nghĩa trên người của tên này còn có càng nhiều bí mật không có để lộ ra trước mặt mình. Mang con rồng cái kia rời đi nơi này, nhận lấy khen thưởng của thần giáo đi. Về chuyện thu học trò, trực tiếp không đề cập nữa. Karen không nhúc nhích. Lúc này, VALL chạy xuống từ trên sườn núi, vừa co giò chạy vừa mắng, Rasma thối tha, ngươi đi xuống sao không mang ta đi theo cùng, không biết chân ta ngắn nên chạy xuống cực kỳ tốn sức sao. Rasma tiếp tục nói, con rồng này bị ta phong ấn ký ức hôm nay, cao tầng của thần giáo khi điều tra cái sự kiện này sẽ biết là do ta làm. Nơi này trước mắt là khu vực cấm kỵ của thần giáo, cho nên sẽ không liên lụy đến con mèo này, ngươi chỉ cần yên tâm lĩnh công. Karen vẫn không nhúc nhích. Rasma mở miệng hỏi, thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao? Karen xoay người, mặt hướng về Rasma, mỉm cười nói, cha xứ, ta muốn về thăm nhà một chút. Chương 1938, nhà 1. Rasma trầm mặc. Theo bản năng, ông ta không muốn đồng ý, nhưng ông ta cũng không có mở miệng từ chối, càng không có đưa tay ngăn cản. Bởi vì ông ta có thể dự đoán trước được đối thoại và tình huống phát triển sau khi mình từ chối. Mặt ngoài, bất kể là địa vị quá khứ hay vẫn là thực lực bây giờ, Rasma ông ta đều có thể nắm giữ tất cả ở nơi này. Nhưng trên bản chất, khi đứng trước mặt hai ông cháu này, chính mình là một người bộ dáng chật vật bị lột sạch cả quần lót mà cầm lá cây che thân. Mình và thần giáo đều chấp nhận loại cục diện thế này dưới sự uy hiếp của Dis, nếu như khi trước đã lùi bước. Lúc này lại biểu hiện ra vẻ kiên cường gì thêm thì cũng như che hạ bộ mà bước lên đài diễn thuyết, chỉ có thể bị xem như là một chuyện cười. Nhưng mà cho dù lui ra phía sau cũng có hình thức biểu hiện khác biệt. Rasma duỗi ngón tay, trên mặt đất trước mặt Karen xuất hiện một đường thẳng màu đen. Ở trong tim ta có một cán cân, trong khoảng thời gian quá khứ ta vẫn luôn không cách nào thật sự buông bỏ hay nắm lấy. Ta không đề nghị ngươi bây giờ quay về, nhưng đối với lời thỉnh cầu của ngươi, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, chỉ cần ngươi. Rasma còn chưa nói hết lời, ông ta đã nhìn thấy Karen giơ chân lên, bước qua đường thẳng kia, sau đó tiếp tục duy trì một loại tư thế cúi đầu có chút tôn kính đối với Rasma. Ha ha, Rasma cười, hỏi, ngươi biết ta đang chuẩn bị nói cái gì sao? Karen nhìn một chút về đường thẳng mà mình vừa mới bước qua kia trả lời, hẳn là một sự lựa chọn. Vậy ngay cả nghe ngươi cũng chẳng muốn à? Cũng không phải vậy, chẳng qua ta cảm thấy lựa chọn cuối cùng trong lòng ngài sẽ không bởi vì ta mà thay đổi. Dù gì thì ngài thế nhưng là người duy nhất cùng thời đại với ông nội của ta ở trong thần giáo có thể đuổi kịp bước chân của ông ấy. Thằng nhóc, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Thưa ngài, vấn đề của ta rất đặc thù. Ba tiếng, Rasma giơ ba ngón tay lên, ngươi chỉ có thời gian ba tiếng. Thưa ngài, thời gian như thế thì có chút ngắn. Đội đuổi bắt sát thủ của thần giáo sẽ lập tức tới ngay, bọn hắn, ta có thể ngăn cản, nhưng vị trí kia của nhà ngươi, thật sự là quá mẫn cảm, trước đó ta cũng đã nói với ngươi, ở chỗ này, ta cũng không thể liên lạc với phía ngoài, chỉ có thể tự mình đọc báo. Nếu ta đã nhường đường, cho phép ngươi về nhà, thì không có lý do nhượng bộ ngươi thêm trên mặt thời gian. 3 giờ là giới hạn, vượt qua thời gian này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị một vài ánh mắt nhòm ngó. Tạ ơn ngài. Karen cúi người, ôm lấy PALL. PALL thuận thế mà nhảy lên trên bờ vai Karen ngồi xuống,
nói với Rasma, bé Rasma, mang bọn ta về nhà thôi, thời gian quá ngắn, ngươi giúp chúng ta tiết kiệm một chút thời gian đi đường có được không? Rasma đưa tay chỉ vào mặt mình, hỏi có phải là do ta dễ nói chuyện quá rồi không? Ball lắc đầu nói, là chính ngươi nói, không có lý do để nhân nhượng chúng ta thêm trên mặt thời gian. Rasma nhẹ gật đầu, đi tới, đưa tay đặt ở trên bờ vai Karen. Sau một khắc, dưới chân hai người xuất hiện một vùng sáng. Karen cảm giác được cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng biến hóa, tốc độ không thể chậm hơn so với Augie lúc trước. Nhưng không có chút áp lực nào đối với cơ thể, Karen rõ ràng đây tuyệt đối chưa phải là tốc độ thật sự của Rasma. Không cần thời gian bao lâu, Rasma đã mang theo Karen xuất hiện ở trên phố Minh. Tốt, nhớ kỹ tranh thủ thời gian, trời cũng sắp sáng. Vâng thưa ngài. Nếu như có thể mà nói, khuyên nhủ ông nội ngươi đừng tiếp tục ngoan cố mà tiến vào thần điện đi. Thưa ngài, ngài cũng rất rõ ràng về con người của ông nội ta, chuyện mà ông ấy quyết định, người bên ngoài có thể khuyên sao? Người bên ngoài không được, nhưng ngươi không giống, Dis thật sự yêu thương ngươi. Mặt khác, Rasma nhìn về phía Ball ngồi trên bờ vai của Karen, hai năm về sau, ta rời khỏi nơi này, chuyện thứ nhất cần làm chính là đi tìm ngươi. Cảm tạ ngài đã yêu mến ta. Rasma bước về trước một bước, kéo gần lại khoảng cách ở giữa mình và Karen, nhỏ giọng nói, ta sẽ tự tay giết ngươi. Karen theo lễ phép mà sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết rồi. Rasma giơ hai ngón tay lên, lung lay trước mặt Karen, nếu như ông nội ngươi tiếp tục ngoan cố không chịu tiến vào thần điện phụng dưỡng thần trật tự vĩ đại, như vậy, ngươi Karen, chỉ còn lại thời gian 2 năm. Hô, Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói, tạ ơn ngài. Thật tốt, còn có thể có thời gian an nhàn 2 năm. Tốt, rất tốt. Rasma biến mất tại chỗ. Nhưng mà ông ta cũng không rời đi, bởi vì bên trên màn trời, con mắt thật to kia lại xuất hiện một lần nữa. Bé Karen, không cần phải sợ hắn. Ball duỗi hai chân trước ra, ôm đầu Karen, thời gian 2 năm, ít nhất có thể để cho ta khôi phục lại một phần sức mạnh, cũng có thể để con chó ngu khôi phục một chút sức mạnh, còn có cậu. Cậu chỉ mới rời nhà hơn nửa năm, cho cậu thêm thời gian 2 năm, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Không cần an ủi ta, bây giờ ta rất lạc quan. À, đúng vậy, từ trong lời đối thoại giữa cậu và Rasma thì ta có thể cảm nhận được. Được rồi, bây giờ nhà đang ở ngay trước mắt, chúng ta bây giờ đi gọi bọn người Ma Sơn, Mary, Winnie tất cả lên đi, về nhà mở tiệc, đi thôi. Karen giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ball, về nhà, cũng có thể là yên tĩnh. Karen đẩy cửa sân ra, đi vào. Sau khi bước vào trong sân, Karen còn ngừng lại. Phốc, Ball vừa cười trộm vừa ngẩng đầu nhìn về con mắt to kia phía trên trời. Lúc Karen rời nhà được thím yêu cầu mang theo một bộ chìa khóa, nhưng bây giờ chắc chắn không có mang theo trên người, nhưng cửa trước cũng không có khóa trái, vặn một cái thì có thể mở ra. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1939, nhà 2. Trong phòng khách có một mùi vị quen thuộc, sảnh viếng tang, bục để quan tài, ghế sofa, sách giới thiệu về các loại quan tài đặt trên bàn trà. Mình rời nhà lâu như vậy, nhưng nhà có vẻ vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu. Nếu như tiến hành phân chia cuộc đời của mình thành từng đoạn mà nói, như vậy ở cái thế giới này, giữa hai khoảng thời gian ở thành phố Lazai và Win, có một đường ranh giới rất rõ ràng. Karen không có đánh thức người nhà, mà là yên lặng bước lên cầu thang đi tới lầu 2, đi vào phòng bếp, thuận tay bố trí ở cửa phòng bếp một cái kết giới. Ball có vẻ cũng hiểu ý của Karen, nhảy từ trên bờ vai xuống dưới. Karen mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân bởi vì người nhà tổ chức tang lễ có thể sẽ yêu cầu cung cấp bữa ăn nhẹ, cho nên trong nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tương đối phong phú. Sau khi rửa tay kỹ lưỡng, Karen bắt đầu trộn nhân bánh, sau đó bắt đầu vò bột. Bởi vì thể chất được tăng cường cho nên bây giờ làm những công việc này, hiệu suất rõ ràng cao hơn. Tiếng vang phanh 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 trầm trầm vang lên liên tục để Karen cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bởi vì trong đầu của anh bây giờ đã hiện ra cảnh tượng mọi người dùng bữa. Chuẩn bị bột cần một chút thời gian, Karen đi ra phòng bếp,
vừa lúc trông thấy cái chuông mình gắn ở phòng bếp lúc trước vẫn còn ở đó. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, muốn kéo nó một chút nhưng lại không muốn để nó phát ra âm thanh. Lập tức, Karen đi tới bên trong phòng của cô Winnie đang ngủ say. Tiếng bước chân của Karen rất nhẹ, gần như không thể nghe, là đội trưởng đại đội hành động của đòn roi kỷ luật. Khi anh không muốn bị người bình thường phát hiện, người bình thường vốn không thể nào phát hiện ra. Đứng trong phòng ngủ của cô Winnie một hồi, Karen đi ra, tiến vào trong một phòng khác, đây là phòng của Mina và Chris. Hai cô gái đều che kín chăn mền, ngủ rất say. Có chút đáng tiếc, lần này về nhà hoàn toàn là sự biến hóa bất ngờ ngoài dự tính, cho nên chắc chắn không có chuẩn bị quà tặng. Karen đưa tay mò vào trong túi thần bào, trong túi chỉ có Ryan và phiếu điểm. Phiếu điểm là không thể nào đưa được, người bình thường lấy nó cũng vô dụng, về phần Ryan. Mặc dù ở Ruland nó thuộc về ngoại tệ, nhưng vẫn có thể sử dụng rất dễ dàng. Do dự một chút, Karen chỉ có thể cười khổ lựa chọn áp dụng một loại phương thức mộc mạc nhất, móc ra 1.000 Ryan tiền giấy, để vào trong túi áo khoác treo trên móc áo của Chris và Mina. Mình bây giờ, thật đúng là giống như là một ông già Noel, mà lại là một ông già Noel có thái độ làm việc vô cùng qua loa. Sau khi bỏ tiền vào xong, Karen lại đến gần một chút, cẩn thận nhìn xem hai đứa em họ của mình. Nữ dậy thì sớm hơn nam, Mina tươi vui và Chris hay xấu hổ so với lúc trước mình rời. Nhà và bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Đi ra khỏi phòng của hai đứa em gái, Karen đi vào phòng ngủ của chú Mason. Thím Mary đang nằm một mình ở trên giường, mặc đồ ngủ, nghiêng người, hai chân kẹp lấy mền, hai tay ôm gối. Nằm nghiêng ở trên giường với một góc 45 độ, hơn nữa còn có thể nghe được âm thanh của tiếng mài răng. Rất khó tưởng tượng, ban ngày thím nhìn cực kỳ diễm lệ và rung động lòng người, tướng ngủ thế mà kém như vậy. Trách không được lúc trước thím đã nói rằng không khinh thường chú Ma Sơn lúc trước đầu tư thua sạch gia sản, bởi vì chú Ma Sơn lúc trên giường để thím rất hài lòng. Lúc đó Karen nghe nói như thế còn tưởng rằng là thím đang nói đùa một câu không phù hợp đối với mình, bây giờ xem ra là mình nghĩ sai. Lại xem xét việc thím bỗng nhiên xoay người một cái, chân còn vô thức đạp sang kế bên, vừa tiếp tục nghiến răng vừa ngủ tiếp, thật sự khâm phục chú, ban ngày lái xe tang mà tinh thần vẫn còn phấn chấn. Nhưng mà đêm nay chú Ma Sơn không về nhà sao? Không thể trông thấy chú Ma Sơn, Karen vẫn còn có chút thất vọng. Lúc chuẩn bị quay người rời đi, Karen để ý đến dưới giường có một cái chày cán bột, lúc trước mình không thấy nó ở trong phòng bếp, thì ra là ở chỗ này. Thím đem chày cán bột để ở đây là vì. Karen nhặt chày cán bột lên, sau khi rời khỏi phòng ngủ của chú thím thì đưa nó bỏ vào phòng bếp, sau đó đi đến lầu 3. Ball đang ngồi ở phía trên bệ cửa sổ lầu 3, 100 năm trước tới nay, nơi này là vị trí mà cô quen thuộc nhất. Trông thấy Karen đi tới mở ra cửa phòng ngủ của mình, Ball nhịn không được cười nói, ha ha, Karen, cậu có cảm giác bây giờ mình giống như là vong hồn phiêu đãng về nhà, thăm hỏi người thân của mình. Karen sau đó có chút suy tư cũng không thể không gật đầu nói, thật đúng là rất giống. Đi vào phòng ngủ lúc đầu của mình, ở trên cái giường mình còn để ga mền sạch sẽ, lăn thì tiếp tục ngủ ở trên cái giường lò xo kia. Karen đến gần, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của lăn, đứa em trai họ này của mình ngủ giống như là heo chết, ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đánh thức nó. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ của mình đi đến phòng ngủ của ông nội, Ball cũng nhảy xuống bệ cửa sổ đi theo, chờ Karen mở cửa phòng ngủ ra, Ball là người đầu tiên chạy vào, nhảy lên giường. Một ông lão đang nằm ở trên giường, cực kỳ yên tĩnh đến nỗi gần như không nghe được nhịp đập tim và hô hấp của ông ấy. Nhưng chính là ông lão này, lấy sức một mình, để toàn bộ thành phố La Giai, Ruilan, biến thành cấm khu bên trong khu vực chân không của trật tự thần giáo. Karen đã tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tượng khi mình trông thấy Dis lần nữa, nhưng anh không nghĩ tới, mình sẽ bình tĩnh như vậy. Không có rơi lệ, tâm trạng không chập chờn, không có vội vã nắm lấy tay Dis, kể ra những gì mình đã trải qua trong thời gian qua. Ball trên giường thỉnh thoảng dùng vuốt mèo vuốt ve tóc Dis, Karen thì đi đến trước cửa, sổ, mở cửa sổ ra, tiếp đó, càng rất tự nhiên lấy một gói thuốc ra từ trong túi, rút một điếu, ngậm vào bên trong miệng, cạch, bật lửa châm thuốc. Chương 1940, nhà, A.
lúc vừa thức tỉnh trong thế giới này, cơn nghiện thuốc đời trước bị mang theo tới, về sau thì cai. Bây giờ thật ra là bởi vì cảm thấy không có chuyện gì khác để làm nên lấy ra, để cho mình nhìn không đến mức đứng yên hoặc ngồi không ở đấy. Lúc phun ra khói thuốc, Karen mặt hướng ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại, lại nhìn về phía khuôn mặt lúc đang ngủ những vẫn rất nghiêm túc của Dis. Sau đó, Karen cũng tự mình cười. Trước khi về nhà, lòng nhớ nhung không ngừng bốc lên, giống như là một nồi nước đã bị đun sôi từ trước, càng không ngừng thêm vào một mặt yếu đuối của bản thân vào trong nồi. Sau khi về nhà, không tự giác lại thận trọng, cũng không phải cố gắng giữ một khoảng cách và giả vờ thanh cao, mà là một loại bản năng, đó chính là càng hy vọng để người trong nhà nhìn thấy một mặt kiên cường của mình. Bóp tắt tàn thuốc, Karen cuối cùng đi đến trước giường của ông nội, cứ như vậy mà nhìn ông ấy. Mặc dù Dis vẫn đang nhắm chặt hai mắt nhưng Karen tựa như có thể cảm nhận được có một đôi mắt cũng đang nhìn mình. Ball đối với việc này cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn, giữa trưởng bối và vãn bối nam với nhau, cho dù là trong lòng đều vô cùng lo lắng cho đối phương. Nhưng nếu gặp mặt nhau, cả một buổi chiều ngồi đối mặt nhau nói chuyện không quá ba câu đều là chuyện thường xảy ra. Ta đi xuống phòng bếp trước. Được rồi, cậu đi mau đi. Karen rất là bình tĩnh đi ra phòng ngủ, trong chớp mắt đóng cửa phòng ngủ lại, Karen vô ý thức ngẩng đầu. Dùng sức chớp mắt đồng thời há miệng ra, nơi khóe mắt có nước mắt không cách nào kiềm chế mà nhỏ xuống, cái mũi cũng bắt đầu mỏi nhừ. Tê, hô, Karen dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, hít sâu một hơi, im lặng nở nụ cười. Sau đó, anh đi xuống lầu, tiến vào trong phòng bếp. Karen trước hết nấu mì sợi, sau đó cắt vỏ hoành thánh, gói không ít những viên hoành thánh nhỏ. Từng cái bát bắt đầu được trưng bày, bắt đầu bỏ thêm gia vị vào trong, trong một cái nồi bên cạnh cũng đang nấu nước. Chờ đến khi người trong nhà thức giấc, mì sợi hoặc là hoành thánh đã nấu chín bỏ vào trong bát, lại dưới thêm một muôi nước sôi lớn là xong. Ball đi xuống từ trên lầu, nói với Karen, ta đã kể cho Dis nghe rất nhiều chuyện sau khi cậu đến Win, ta tin tưởng rằng Dis có thể nghe được. Ừm, Karen nhẹ gật đầu. Ai nha, lần này nhà về, giống như là đang nằm mơ. Cô là đang nói ta sao? Ta đang nói chính mình đấy, Mel, cậu không có cảm giác như vậy sao? Ở trong giấc mơ, trong huyễn cảnh mà những người khác tạo ra, ta trở lại cái nhà này, rất nhiều lần, lần này. Là một lần chân thật nhất, không, là một lần mà nội tâm yên bình nhất. Ồ, một cách hình dung vô cùng chính xác, à, giống như có người bước vào sân về nhà. Karen cũng nghe được âm thanh, tiện tay bỏ mì sợi vào trong nồi để nấu. Cái người về nhà kia sau khi vào trong sân tựa như cũng không vội vã đi lên nhà, cũng không biết ở phía dưới bận rộn cái gì, nhưng mà ngược lại là cho Karen đủ thời gian để nấu xong mì. Ừm, Karen lại bỏ thêm vào một quả trứng. Sau khi làm xong, Karen rửa tay một cái, sau đó ôm Ball lên, cả người hóa thành một làn khói đen, rời khỏi nhà. Không bao lâu, một làn khói đen xuất hiện trong một khu nghĩa trang, Karen bước ra từ bên trong. Ta còn tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp rời đi, dù gì thì thời gian mà bé Rasma đưa ra cũng đã sắp đến. Ừm, trước khi đi phải đến thăm ngài. Ông nội Hoven. Ha ha. Ball cười rồi nhảy lên trên bia mộ của Hoven, vỗ vỗ mộ bia nói, lão Hoven, ngươi có nghe được không? Tà thần đang gọi ngươi là ông nội đấy. Dừng một chút, trên mặt Ball lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm, lại hô một tiếng, này này, lão Hoven, ngươi nghe được không? Thần trật tự đang gọi ngươi là ông nội đấy. Sau khi tách ra với Karen, Rasma xuất hiện ở trong giáo đường. Lúc này Ma Sơn không nhúc nhích mà vẫn còn duy trì tư thế giơ ly rượu. Chờ sau khi Rasma ngồi xuống, Ma Sơn bắt đầu chuyển động. Đến, cạn ly. Tốt, cạn ly. Sau khi uống xong ly rượu, Ma Sơn phát ra một tiếng A, xoa cổ tay của mình nói, sao lại tê tay đến thế nhỉ? Có thể là bởi vì chúng ta uống quá lâu đi. Uống quá lâu. Ma Sơn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, dọa đến lúc giật nảy mình. Trời ạ, nguy rồi, làm sao lại uống lâu như vậy? Chắc là do loại rượu ta ủ uống quá ngon, để ngươi uống quên thời gian. Cha xứ, ta muốn về nhà trước, phải về nhà trước đây. Ma Sơn lập tức chạy ra khỏi giáo đường, quên mất là mình lái xe tang đến, trực tiếp bắt đầu chạy ra ngoài đường, cũng may khoảng cách giữa nhà và giáo đường rất gần. Không mất bao lâu đã chạy về nhà. Nhưng mà, Ma Sơn không vội vã lên lầu,
mà là đến vòi nước trong vườn hoa mà không ngừng dùng nước súc miệng. Hy vọng cố hết sức loại bỏ mùi rượu trong miệng, sau đó nắm lên một ít bùn trà lên trên quần áo và mặt của mình. Là lò hỏa táng xảy ra chút việc, ta đi hỗ trợ một chút, sau đó vợ chồng Paul vì cảm tạ ta nên mời ta ở lại ăn bữa ăn khuya, ta và Paul uống một ít rượu rồi nghỉ ngơi. Sau khi Mason nói xong, tự mình ngẫm lại một chút, sau đó đưa ra bình luận, hợp lý, khá hợp lý. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Mason cuối cùng mở cửa trước ra rồi vào nhà, lên lầu 2, vốn chỉ muốn vào phòng của mình trước để thay quần áo. Không cẩn thận vừa lúc đánh thức vợ mình, sau đó lo lắng nói một câu, thật xin lỗi, lỡ đánh thức em. Sau đó đối mặt với lời chất vấn khi vợ mình nổi giận, thì có thể nói cái cớ của mình ra. Nhưng mới vừa lên lầu 2, Mason đã nghe được một mùi thơm, phát hiện trên bàn ăn đang đặt một bát mì nóng hổi. Mason nhịn không được mà hít mũi một cái, cảm động nói, vợ à, em thật tốt, con chuẩn bị bữa sáng cho ta. Mason ngồi xuống, sau khi ăn một miếng mì thì sững người, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, trở về rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 194 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.